Anh em thích tiếng này, liên hệ Zalo cho mình 0352 633 065. Tiếng mình đang làm trên kênh YouTube chia sẻ âm thanh săn bẫy. Mọi thắc mắc xin liên hệ số Zalo 0352 633 065. Chọn lọc những tiếng hay nhất, những tiếng đã test được chim khu vực miền Bắc. Anh em nhé. Anh em thích tiếng này, liên hệ Zalo cho mình 0352 633 065. Tiếng mình đang làm trên kênh YouTube chia sẻ âm thanh săn bẫy. Mọi thắc mắc xin liên hệ số Zalo 0352 633 065. Chọn lọc những tiếng hay nhất, những tiếng đã test được chim khu vực miền Bắc. Anh em nhé. Anh em thích tiếng này, liên hệ Zalo cho mình 0352 633 065. Tiếng mình đang làm trên kênh YouTube chia sẻ âm thanh săn bẫy. Mọi thắc mắc xin liên hệ số Zalo 0352 633 065. Chọn lọc những tiếng hay nhất, những tiếng đã test được chim khu vực miền Bắc. Anh em nhé. Anh em thích tiếng này,
liên hệ Zalo cho mình 0352 633 065. Tiếng mình đang làm trên kênh YouTube chia sẻ âm thanh săn bẫy. Mọi thắc mắc xin liên hệ số Zalo 0352 633 065, chọn lọc những tiếng hay nhất, những tiếng đã test được chim khu vực miền Bắc anh em nhé. Anh em thích tiếng này, liên hệ Zalo cho mình 0352 633 065. Tiếng mình đang làm trên kênh YouTube chia sẻ âm thanh săn bẫy. Mọi thắc mắc xin liên hệ số Zalo 0352 633 065, chọn lọc những tiếng hay nhất, những tiếng đã test được chim khu vực miền Bắc anh em nhé. Anh em thích tiếng này, liên hệ Zalo cho mình 0352 633 065. Tiếng mình đang làm trên kênh YouTube chia sẻ âm thanh săn bẫy. Mọi thắc mắc xin liên hệ số Zalo 0352 633 065, chọn lọc những tiếng hay nhất, những tiếng đã test được chim khu vực miền Bắc anh em nhé.